Ngày 24 tháng 5 năm 2023, nguồn tin của phóng viên báo Thanh Niên cho biết, bị can Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam tại tỉnh Bình Dương, có đơn từ chối 8 luật sư bào chữa cho bị can trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Từ đó, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản thông báo cho 8 luật sư liên quan. Trước đó, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dự kiến kế hoạch xét xử vụ án Nguyễn Phương Hằng từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 6 năm 2023. Quyết định xử chưa được tống đạt cho bị cáo và người tham gia tố tụng trong vụ án. Tuy nhiên, theo Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, kế hoạch dự kiến xét xử có thay đổi. Nguyên nhân vì thời gian dự kiến xét xử trùng với kế hoạch xét xử của nhiều vụ án đã lên lịch xét xử trước đó. Đồng thời, vụ án có nhiều luật sư tham gia chưa được tiếp cận hồ sơ. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ có kế hoạch xét xử chính thức và tống đạt quyết định xét xử theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 3 năm 2021, thông qua mạng xã hội, bị can Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 cá nhân. Trong đó có ông Võ Nguyễn Hoài Linh, tức nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức ca sĩ Vy Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni là thạc sĩ luật, nhà báo và một số cá nhân khác. Trong vụ án, ba bị can đồng phạm là Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân. Cáo trạng xác định, ba bị can này dù không mâu thuẫn với những cá nhân vừa nêu, nhưng do là nhân viên và hưởng lương của bị can Nguyễn Phương Hằng nên liên tục thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho bị can này. Ngoài ra, để tăng độ tin cậy cho những phát ngôn của mình, bị can Nguyễn Phương Hằng mời tiến sĩ luật Đặng Anh Quân tham gia vào buổi livestream. Khi bị can Nguyễn Phương Hằng phát ngôn xúc phạm người khác, thì ông Đặng Anh Quân tương tác, phát ngôn nội dung liên quan, góp phần cổ vũ về tinh thần, tiếp thêm ý chí cho bị can này thực hiện hành vi phạm tội. Vào cuối tháng 2 năm 2023, ông Đặng Anh Quân bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân với vai trò đồng phạm của bị can Nguyễn Phương Hằng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan đến vụ án này tại địa chỉ thanh niên.vn và trên kênh YouTube báo Thanh Niên. Kính mời quý vị bật nút chuông và đón theo dõi.